cần nghe rõ trả lời. Các bạn nào mê cá viên thì bơi hết vào đây. Đây không phải là cá viên chiên mà là buffet lẩu thả viên. Đó đó, mọi người thấy không? Ở đây có rất là nhiều loại cá viên khác nhau. Mình ăn thả gà không giới hạn thời gian nên cứ việc ăn thông thả cho nó đã. Kèm với lẩu sẽ có các loại bún, mì và miến. Mà mình đi từ 3 người sẽ được phi nước uống. Bình thường giá buffet chỉ 139k một người, nhưng mà mình đi giờ vàng từ 2 giờ tới 4 giờ trong ngày thứ 2 tới ngày thứ 6 giá chỉ còn 119k thôi, quá đã. Nếu trong team có bạn nào không thích ăn lẩu cá viên thì mình có thể gọi riêng món bò sốt hào. Combo một người chỉ 99k thôi mà có 3 chỉ bò nè, có hào nè, rau nấm các loại, rồi phô mai kéo sợi, rồi trứng, rồi bơ, bánh mì và sốt độc quyền từ nhà Tiny Hood. Cái sốt nữa đậm đà đó, ngon như cái sự đẹp trai của anh chủ quán vậy đó. À quên, đang đi ăn với chồng đã túm liêm sỉ lại. Bò tươi ăn mềm rồi con hào á mình nhai nó sực, ăn kèm với các loại rau củ để tăng thêm hương vị, rồi phô mai kéo sợi nó béo mà chữ eo kéo dài luôn á. Ăn ngon ghê nên anh ơi mang thêm cho em một phần bò út siêu chất lượng. Rồi ăn kèm theo còn có nước chấm muối ớt xanh nữa chứ. Ui ui trời ơi, ăn nãy giờ xém tí nữa là quên cái món chính của tôi. Cho mình hỏi là có bạn nào mỗi lần ăn lẩu là cực kỳ thích ăn kèm chung với mì không? Lẩu ở đây ăn chua chua ngọt ngọt á hả, mà có rất là nhiều topping cá viên rất là xịn sò. Bên đây thì mình đang nhiệt tình ăn lẩu cá viên. Còn bên kia anh của mình là một người cực kỳ thích ăn thịt bò. Mà anh ơi ăn từ từ coi chừng nóng. Mới nói xong. Xém quên nói mọi người, đây là lẩu Tiny Hood số 145/3 đường Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận. Ăn no muốn xỉu. Anh chủ đẹp trai ơi, tính tiền cho chồng em.